Thông tin tiểu sử ca sĩ quốc đại quốc đại sinh ngày 19 tháng 12 năm 1979 tại thành phố Hồ Chí Minh, quốc. Đại tên thật là Nguyễn Quốc Đại, anh là một nam ca sĩ hát rất thành công thể loại nhạc trữ tình. Rất được nhiều khán giả biết đến và yêu mến, Quốc Đại chuyên hát thể loại dân ca trữ tình và nhạc cách mạng anh sở hữu giọng hát mềm mại, ngọt ngào, song lại không có ngoại hình bắt mắt. Như các ca sĩ chuyên hát nhạc trẻ năm 1998, lần đầu tiên khán giả biết đến ca sĩ Quốc Đại với tư cách giải nhì cuộc thi tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, sau cuộc thi, Quốc Đại bước vào thị trường Âm nhạc Việt Nam vốn đang rất sung sức vào thời điểm đó 1998, nhưng không thành công, ngoại hình. Và dòng nhạc của quốc đại đã không thể chinh phục được khán giả, miệt mài suốt một thời gian. Dài, đến năm 2005 Nam quốc đại ra mắt album, đầu tay, về đi em tìm một tình yêu, với dòng nhạc dân ca và... Chữ tình, album, đầu tay rơi vào im lặng, khán giả dường như quên mất anh, giữa năm 2006, bất ngờ quốc đại xuất hiện trở lại với vai trò ca sĩ độc quyền cho Kim Lợi Studio và được nâng đỡ khá. kỵ khi ra mắt liên tiếp những ca khúc song ca cùng cẩm ly nữ ca sĩ đang rất ăn khách trên thị trường âm nhạc việt nam với ngoại hình mới khán giả bất ngờ trước sự trở lại đầy ngoạn mục của anh hình ảnh quốc đại đã đẹp lên khá nhiều và những ca khúc anh hát cũng đã bắt đầu tạo dấu ấn trong lòng khán giả trẻ yêu nhạc liên tục những album hát cùng cẩm ly được khán giả đón nhận Đầu năm 2007, album Yêu một mình dưới sự trợ giúp của Kim Lợi đã ra mắt với một hình ảnh quốc đại hoàn toàn mới, trẻ đẹp và hát hay hơn xưa rất nhiều các album của quốc đại, đẹp lắm. Việt Nam người tình quê nhớ nhau hoài, tuyệt phẩm chữ tình, mùa xuân chúc anh về dã từ giận em nhớ người yêu cô gái mở đường noel một mình anh về miền tây ngọn chúc đào quê hương lâu đài tình ái thao thức vì anh buồn trong kỷ niệm noel một mình anh về miền tây mình ơi ngày xưa hoàng thị yêu một mình mưa bụi hai em gái miền tây